Nếu da của bạn lên mụn viêm liên tục, không kiểm soát được mặc dù đã dùng kháng sinh, thuốc uống, thuốc bôi thì có thể bạn nên xem lại hệ miễn dịch làn da của mình ngay nhé. Chào các bạn, mình là Thu Anh, bác sĩ và chuyên gia đào tạo về da liễu thẩm mỹ. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về hệ miễn dịch của làn da. Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể người và là nơi tấn công đầu tiên và là địa bàn trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn gây bệnh. Nếu không có một hệ miễn dịch tốt để cản trở sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn xấu thì không chỉ làn da mà sức khỏe con người sẽ gặp nhiều mối đe dọa, đặc biệt là khi bụi bẩn, ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn ngày càng cao. Hệ miễn dịch của da có vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Nó không chỉ là hàng rào vật lý đầu tiên mà còn là một hệ thống phòng thủ phức tạp với nhiều thành phần làm việc cùng nhau để bảo vệ da và cơ thể chúng ta. Hệ miễn dịch thì bao gồm hệ miễn dịch tự nhiên hay là hệ miễn dịch bẩm sinh và hệ miễn dịch mắc phải hay còn gọi là hệ miễn dịch thu được. Hệ miễn dịch của da có vai trò vô cùng quan trọng đối với làn da. Thứ nhất là phát hiện và trị điểm chất lạ, vi sinh vật. Thứ hai, bảo vệ làn da khi bị xâm nhiễm và tiêu diệt bởi các tác nhân lạ bên ngoài như là vi khuẩn và độc tố. Thứ ba, có vai trò tự đào thải, dọn dẹp, tiêu hủy các cấu trúc hư tổn. Da rất dễ bị tổn thương bởi các yếu tố nội sinh và ngoại sinh như là tuổi tác, dinh dưỡng, ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và vi khuẩn. Đồng hóa cấu trúc và tăng cường hệ miễn dịch của làn da là quá trình không chỉ nhằm phục hồi cấu trúc của da bị tổn thương mà còn củng cố khả năng tự bảo vệ tự nhiên của da. Đây là yếu tố cơ bản để duy trì sức khỏe và sắc đẹp làn da, giúp nó đối phó hiệu quả với các tác nhân đến từ môi trường xung quanh và ngăn chặn các tình trạng da liên quan. Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể là cụm từ mà có thể là mọi người đã nghe đến rất nhiều, nhưng đối với bác sĩ Thu Anh là một bác sĩ da liễu thì cái việc tăng cường hệ miễn dịch của làn da là vô cùng quan trọng và cần thiết. Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người 3 sản phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch của làn da đến từ nhà Genetic. Đầu tiên là sản phẩm Sensibus. Đối với bác sĩ thì đây là một cái sản phẩm, là một cái tinh chất cấp cứu cho những làn da đang bị bào mòn, những làn da tổn thương và nhạy cảm. Tinh chất có khả năng làm dịu, kháng khuẩn, kháng viêm và chữa lành rất là tốt. Có chứa thành phần hoạt tính là 100% từ thảo dược thiên nhiên. Dựa trên phương pháp vi lượng đồng căn cùng với công nghệ sinh học tế bào. Có chứa những cái thành phần như là polyphenol chiết xuất từ cà chua, chống lại những cái tiến trình dị ứng và điều chỉnh chất trung gian gây viêm, hạn chế giải phóng cytokine, từ đó mà làm giảm cái quá trình gây viêm, giảm lưu lượng máu và giảm sưng đỏ. Thứ hai là kích thích tế bào thần kinh, giải phóng ra methylcephalin, một phân tử dẫn truyền tin opioid làm thư giãn và giảm đau. Ngoài ra còn chứa các thành phần như là niacinamide này, duy trì độ ẩm cho da, củng cố hàng rào bảo vệ da, hay là chiết xuất cây cẩm quỳ làm dịu và chữa lành da rất là tốt. Sensibus được thiết kế nhằm làm dịu ngay những khó chịu của làn da kích ứng, giảm cảm giác châm chích, mẩn đỏ. Đồng thời thì Sensibus cũng củng cố phòng thủ tự nhiên cho da bằng cách tác động đến những cái dấu hiệu tiền viêm. Một sản phẩm thứ hai được coi là một sản phẩm nền tảng của thương hiệu Genetic, đó là kem dưỡng Cintro. Kem dưỡng Cintro này thì sẽ cung cấp những cái nguyên liệu sinh học để nuôi dưỡng tế bào da một cách tối ưu nhất. Nguồn gốc của sản phẩm thì bác sĩ người Pháp đã bào chế và nghiên cứu để điều trị cho những bệnh nhân bị bỏng nặng. Thế nên là cái vấn đề phục hồi và nuôi dưỡng của nó rất là tốt. Sản phẩm Cintro này thì được bào chế từ 86 loại thảo dược, không chỉ chứa các hợp chất oligopeptide mà còn chứa tới 8 loại axit amin thiết yếu cho da và cơ thể. Nhờ vậy mà Cintro cung cấp dinh dưỡng mức độ cao cho các tế bào da, giúp làm lành những cái làn da tổn thương, khôi phục chức năng và hệ thống phòng thủ tự nhiên của da. Và sản phẩm cuối cùng mà bác sĩ muốn review cho mọi người đó chính là sản phẩm Immuno, là mặt nạ tái cấu trúc và tăng cường hệ miễn dịch cho da. Immuno được viết tắt từ Immune System để chỉ về miễn dịch, và mặt nạ Immuno chính là bước tăng cường thiết yếu cho làn da có hệ miễn dịch bị suy giảm, phục hồi các tế bào đáy và điều chỉnh chức năng của da, thúc đẩy tái tạo các tế bào da mới. Đặc biệt hữu hiệu trong việc tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, điều tiết dầu và đặc trị cho da tổn thương do các yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh hơn nữa, hệ miễn dịch của làn da và bảo vệ, tăng cường hệ miễn dịch chính là chìa khóa để có một làn da khỏe đẹp,